Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì nhiều bạn hay nói là chơi game ở trên Report Now á thì nó hay bị lag. Và các bạn cứ hỏi mình cái cách fix lag. Thì hôm bữa thì mình cũng đã ra một cái video, và cái video đó nói về cái vấn đề là chơi game mạnh hay là yếu là do mạng thôi các bạn ơi. Và có nhiều bạn thì xem xong video đó thì mấy bạn lại cho rằng chơi bằng 4G thì mạnh, còn Wi-Fi thì chơi không được. Không phải đâu các bạn ơi. Thì hôm bữa là cái wifi của mình bận tải Genshin á, cho nên là cái wifi của mình nó bị lag. Vậy thì ngày hôm nay là mình cũng trên một cái con điện thoại đó luôn, và mình sẽ chơi bằng đúng cái wifi đó luôn. Thì mình sẽ test thực tế cho các bạn xem, thử xem là khi mà mình chơi Genshin Impact trên Report Now mà bằng wifi thì nó có bị lag hay là không. Hiện tại đây là cái điện thoại hôm bữa nha các bạn. Và cái việc đầu tiên khi mà mình chơi game ở trên Report Now á, là mình phải khởi động lại điện thoại trước khi chơi nha. Có nhiều bạn không có làm cái bước này đâu, cho nên là nó rất là dễ bị lag. Mình sẽ khởi động lại điện thoại nha các bạn. Khi mà mình khởi động xong điện thoại các bạn, thì bắt đầu mình sẽ mở cái app VPN lên. Cái app VPN thì mình xài Javan VPN nha. Các bạn tải cái app giống như mình nha các bạn. Thì như mình cũng đã nói á, thì cái app Kiwi VPN thì nó đang bị lỗi nha các bạn. Thì cái app Javan VPN này nó khá là ok. Đó, các bạn nhắn vô đây để các bạn lựa chọn cái server. Đó, các bạn cứ chọn đại cũng được. Đây, mình chọn đại một cái nha các bạn. Các bạn cứ chọn đại một cái kênh này đó. Ờ, như kênh này đi. Đó, thì bắt đầu mình sẽ kết nối nha các bạn. Rồi, tắt quảng cáo nè. Đó, mình nhắn vô chữ connect nè nha các bạn. Các bạn nhớ là xem cái số thời gian nha các bạn. Mình test thực tế chứ mình không có cắt ghép nha các bạn. Hiện tại là 16 giờ chiều nha các bạn, là tức là 4 giờ chiều đó các bạn. Ok, sau đó là mình sẽ vào Report Now nha các bạn. Hiện tại là mình đang chơi Report Now Premium Server Nhật Bản. Cái thời điểm hiện tại á, hình như là hết tạo được rồi. Nhưng anh em nào còn thời hạn thì các bạn cũng có thể chơi nha. Đây là lý do mà mình nói là anh em đừng có chia sẻ ra nhiều quá. Các bạn chia sẻ ra nhiều quá bây giờ là nó bị fix luôn rồi. Nó gần như là bị fix rồi. Mình không biết là sắp tới đây thì còn tạo được không. Nếu mà còn tạo được thì mình sẽ thông báo cho anh em ha. Nếu mà nó bị fix thì sau này mình sẽ chỉ các bạn free cho các bạn tiếp, các bạn yên tâm. Ok, thì bây giờ là mình bật cái FPS lên 60, cái max frame là 10 nha các bạn. Nếu mà các bạn chơi mạng di động thì các bạn bật bên đây, wifi thì bạn bật bên đây. Anh em bật lên đầy đủ nha các bạn. Sau đó là mình vào Genshin Impact nè. Các bạn nhớ là đừng có làm thiếu bước nào hết trơn nha. Có nhiều bạn mình gửi cái link cho xem nhưng mà mấy bạn không thèm xem. Vậy cho nên là các bạn làm thiếu bước thì nó cũng sẽ dẫn đến lag nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn xem. Các bạn nào xem video lần trước thì các bạn cũng biết rồi ha, cũng là cái điện thoại này, và cũng là cái wifi này, và cũng là cái chỗ này luôn, bữa hổm mình quay chỗ này luôn. Đó, nó khá là lag, nhưng mà bữa nay mà cũng là cái wifi này nha các bạn, mà mình chơi không lag. Ok, bây giờ mình bắt đầu vào game nè. Thì cái wifi mình là 160 mấy ngàn một tháng á các bạn. Nó là cái wifi rẻ tiền nhất, chứ không có mắc đâu các bạn ơi. Ok, quên nữa, các bạn nhớ là bật này lên, các bạn tắt hai cái dòng đầu tiên nha các bạn. Cái dòng multi với lại cái dòng network này nè các bạn. Anh em tắt hai dòng, hai bỏ hai dòng đầu nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào game cho các bạn xem. Hiện tại là mình chưa tắt cái VPN nha các bạn, mà nhưng mà mình thấy trước mặt mình thì cái màn hình nó cũng hơi trong rồi nè các bạn. Chứ nó không có tới nỗi là nó mờ nha các bạn. Ok, thì bây giờ là mình đã vào được game rồi nè các bạn. Thì như các bạn cũng thấy ha, thì hiện tại là mình chưa tắt VPN luôn, mà mình đang chơi bằng wifi. Đây nè các bạn có thể thấy nè, nó đã rất là mượt rồi nha, chưa tắt VPN luôn. Mình đang chơi bằng wifi yếu đàng hoàng. Nhà mình là tới 3-4 máy với lại hai cái TV, thêm một cái máy tính của mình nữa. Và pin chỉ có 2 nha các bạn. Anh em nhớ làm đủ theo các bước của mình nha. Các bạn đừng làm thiếu bước của mình nha. Tôi nói rồi, có wifi mạnh là chơi mạnh thôi. Đây nè các bạn, không tin thì các bạn có thể xem lại cái video cũ nha. Cái wifi của mình là của VMPT à, mình cũng đặt cái tên này. Các bạn có thể là xem lại cái video cũ của mình để mà các bạn đối chiếu nha. Như mình nói rồi thì cũng chả có cách nào fit bằng cái mạng mình mạnh, là mình sẽ chơi mượt thôi, cũng không có cách nào fit đâu các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có những cái cách mà nó giúp các bạn fit mạng đó các bạn, fit cái mạng của các bạn mạnh hơn thì mình sẽ chơi ổn hơn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta thấy cái tình trạng mờ xuất hiện rồi. Tại vì mình chưa có thoát ra ngoài, mình tắt cái VPN với các bạn. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài, mình tắt VPN nha các bạn. Ok nè, Javan VPN nè. Các bạn nhớ là tắt bỏ nha. Không tắt là cực kỳ lag luôn á. Rồi ok, sau khi tắt xong thì bây giờ mình sẽ vào lại game nha. Các bạn có thể thấy nè,
16 giờ 06 phút nha, mới có tốn có 2 phút thôi nha các bạn. Đây là cái video mình test thực tế cho các bạn xem. Nếu mà các bạn nhắn vào chữ Genshin Impact này á, nó hiện lên cái chữ Gerum với lại chữ Lay á, thì các bạn nhớ nhắn lên chữ Gerum nha. Có một số bạn á, thoát game là tắt luôn cái cửa sổ, cái đa nhiệm á, là không được. Các bạn phải chừa lại cái đa nhiệm nha, mình đừng có tắt luôn nguyên một cái cửa sổ. Các bạn phải chừa cái đa nhiệm để hồi các bạn vào lại. Đây, này là mình vào lại nha các bạn. Hiện tại là cực kỳ trong luôn nha các bạn. Không biết là cái điện thoại mình quay có gõ không, tại vì lấy cái điện thoại quay với cái điện thoại là nó bị mờ các bạn. Nhưng các bạn có thể thấy nha, cực kỳ trong và cực kỳ mượt luôn. Các bạn có thể thấy nè, đó, không chút lỗi lầm gì luôn nha. Mặc dù mình đang chơi trên một cái wifi mà nhà mình rất là nhiều cái điện thoại sử dụng, mà như mình đã nói hồi nãy đó các bạn. Thì nói chung là cái video này và cái video lần trước là chỉ giúp các bạn định hình được là khi mà mình làm đủ 4 bước, tức là cái khởi động lên máy nè, rồi chọn đúng Javan VPN, rồi mình vào game mình mở cái bitrate với cái FPS lên, rồi mình vào game được rồi mình tắt cái VPN. Thì nếu mà các bạn làm đủ những cái bước đó thì yếu mạnh là do cái mạng của các bạn. Và cái mạng ở đây không phân biệt là 4G hay là Wi-Fi, 4G và Wi-Fi đều chơi mạnh được nha các bạn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh lại liền đi nha. Sắp tới mà lỡ mà premium nó còn fit á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cloud, những cái server mới mà giúp các bạn có thể chơi Genshin Impact cho máy yếu nha. Cho nên là anh em nào máy yếu thì đừng có quên là đăng ký kênh mình lại và like cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.